Thưa quý vị và các bạn, đến nay tròn 3 tuần bắt đầu năm học mới, nhưng hàng trăm học sinh tiểu học thôn Hòa Đam, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào vẫn chưa đến trường. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do người dân nơi đây không đồng thuận với dự án khu xử lý chất thải tập trung đang được triển khai ở thôn Hòa Đam, nên phản ứng tiêu cực bằng cách không cho con đến trường. Vụ việc được cho là của người lớn nhưng lại ảnh hưởng đến trẻ em. Nhiều lo ngại đến quyền lợi của trẻ em cũng như việc giáo dục rèn luyện của thế hệ tương lai thôn Hòa Đam đang được đặt ra. 3 tuần qua, mỗi ngày trung bình có từ 170 đến 180 học sinh độ tuổi tiểu học của thôn Hòa Đam vẫn chưa đến trường. Nhiều học sinh trong số đó được cha mẹ xin phép có lý do, nhưng việc nghỉ học dài ngày cho thấy lý do không hợp lý. Các lớp có số học sinh nghỉ học nhiều là 1E, 2E, 3A, 5A. Một số lớp chỉ có vài học sinh đến học mỗi ngày. Đối với học sinh lớp 1 bắt đầu từ mẫu giáo vào thì các con chưa biết một cái gì, bắt đầu vào cái một môi trường mới như là một làm quen mới, như là một trang giấy trắng. Thì là bắt đầu vào đây thì các con phải học về cái lề nếp, nội quy của trường, của lớp. Và bắt đầu viết là các con phải biết được các nét cơ bản thì người ta mới vào được chữ. Thế hiện tại bây giờ là các nét cơ bản và các chữ các con chưa vào được, không biết viết thì được chữ cái thì cũng không thể ghép được vần và tiếng để đọc được thành tiếng. Dự án khu xử lý chất thải Hòa Phong đã được triển khai phù hợp với quy hoạch, đúng các quy trình, thủ tục. Hơn nữa, việc triển khai dự án theo các bước sẽ còn phải mất nhiều thời gian do các quy định chặt chẽ, nghiêm ngặt về thủ tục đầu tư đối với dự án triển khai có điều kiện, nhất là việc đánh giá tác động môi trường có thể kéo dài một năm hoặc lâu hơn nữa. Vì vậy, việc phụ huynh phản ứng tiêu cực, bắt ép con trẻ nghỉ học trong thời gian chờ đánh giá tác động môi trường có thể kéo dài rất lâu sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cả một thế hệ. Đây là điều mà các bậc cha mẹ học sinh thôn Hòa Đam cần cân nhắc để con em mình được phát triển đầy đủ, toàn diện theo đúng lứa tuổi cũng như đúng các quy định của pháp luật.